Nào, FT5. Đấy, nhưng mà lần này không chơi lưu nữa, chơi lưu thì nó hơi chênh lệch quá anh em. Chơi lưu tôi sợ nó hơi nhanh quá. Kết quả nó hơi kết Không quả phải nó hơi nha. nó hơi chóng vánh. Kết quả thì tôi cầm lưu kèo này thì anh em để biết là trận đấu này sẽ có kết quả như nào. Thôi tôi nghĩ là tôi sẽ cầm low tier sub zero chơi cho nó cân bằng. Hợp lý. Gáy vần. Em biết tại sao mà có công an tỉnh Bắc Giang đấy không? Vì sao anh? Người ta đề phòng cái vụ hiếp dâm cũng có thể xảy ra tại hiện trường em ạ. À, em hiểu rồi, hóa ra là như vậy. Không sao, đây Đấy, sẽ có là sự một trận tính toán đấu đấy. nó đây sẽ là một trận đấu rất căng sự rất căng thẳng đến những phút cuối cùng, hứa. Đấy. Hứa đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Cực kỳ căng thẳng luôn. Cực kỳ căng thẳng luôn. Rất muốn biết. Ôi shit. Hỏng rồi. Ôi hỏng rồi. What the fuck? Oh, what the hell? Ok. Oh shit. Tại sao I clone lại bị punish? What the fuck? Vì nó không phải là trên view đấy. Trời ơi. Em muốn nhìn chú kê không? Chú ok kê. Ok anh. Em thấy rồi. Ok. Sắp zero yếu quá. Ok, sắp zero yếu quá. Đây rồi. Sub zero quá yếu, đề nghị bắp. Ui, hỏng rồi. À. Ô kìa, sao lại left session này? Ui rồi sợ thua left session Đem dân. Anh bị crash game kìa. rồi. Ô bị quên chết rồi, anh em thấy không? Đấy, sợ tôi lật kèo nên là phải lên là left session đấy. Đem dân. Ném săn bằng chứng rõ ràng hết đường chối tội. Đợi Samina. Tưởng đánh phê ra. Ok, Phera, chơi luôn. Let's go. Thôi thì em sẽ mơ về chuyện thằng ấy khi ngủ vậy. Thế Rồi. thì em mà mơ về con béo gì nó sẽ là ác mộng em ạ. Em đang thấy một cơn ác mộng đấy là anh chưa pick Thế à? Anh tưởng anh bấm rồi. Ôi, Lờ mau. lừa mao. Anh chọn cái map đấy. đi, đúng rồi. Đấy, anh em thấy không? Đây là map đây là cái map Flash Speed, đây sẽ là cái mùa chuồn. Mùa chuồn. Ghê vậy. Ghê chứ vậy. Oh shit. Still you can. Ấy à. Em lại ra suýt đúng không? Không anh, không hề. Ha ha ha. Chắc chắn là em đã. Không anh, không hề lag trick.
Ôi ơi. Không đỡ cái chân. Không đỡ. Giật mình chưa anh? Kéo hẳn ra ngoài góc luôn. Ui, đi hai Sida quá rồi. Đuổi theo ngay. Ôi. Ok. Một tình huống ghê beta. Ôi. Ôi ôi. Hỏng rồi. Hỏng rồi đấy anh em. Anh em đi ngủ sớm là anh em không nhìn thấy màn hủy diệt của tôi. Dominating. Dominating à? Đấy, nhạc đã lên rồi là phải hủy diệt ngay. Sao cái đấy nó chỉ là cái gì là tai nạn thôi. Game đầu tiên mình phải làm thả lỏng của mình lắm đấy. À ok. Anh em. Anh em đừng nghĩ là ok anh. Lửa, đấy lửa. Anh không bỏ tên lửa vào người luôn. Tiếp tục ăn tên lửa vào người luôn. Ôi. Ui. Ui. Cái chân. Ok anh cứ từ từ. Mọi thứ động đầu của đấy. Ôi, vào đây anh. Ôi giời ơi. Cái lửa đâu. Ui. Giật mình chưa? Ừ. Ai đời đi thua, mình. Đi ai đời không được thua lâu tía. Đi thua lâu tía sắp zero không được. Hỏng rồi. Ôi thôi xong rồi. Ăn phải dùng lâu. Chết không. Keng. Chết không. Rồi chắc đi. Chắc đi rồi. Gần đi. Trời ơi, đám máu. Không thể tin nổi. Mày thế. Cũng là may mắn là cho những người xứng đáng. Anh bấm gì đây? Anh bấm gì đây? Anh bấm. Ôi. Hỏng rồi. Ê. Nó được shell lên. Ngươi đừng. Đêm sắn. Mung ghi 150 máu. Hồng rối. Hồng rối. Đó mà sẽ cùi với sách to. Không thì chúng ta phải nuôi đào. Anh em ạ. Take
Anh đi đâu đấy? Ờ. Hi. Ừ. Hi. À. Ôi. Cảnh đài thế. Ôi shit. Yếu quá. À. Không anh. Không à. Gì thế? Không anh. Sai lầm. Anh em thấy chưa? Tôi có lừa anh em bao giờ đâu. Ồ. Tôi có lừa anh em bao giờ đâu. Ngay con sẽ tới rồi. Cái tay. À. Không thôi. Hừ. Ôi. À thế. À đi sao thế? Không anh em ạ. Đúng rồi. It's better this way. Brutality. Sub-Zero wins. Thế rồi, anh Hoàng có gì hết thiệt ngủ, giữ sức khỏe mai đánh tiếp. Không sao, hai game nữa là đừng ngủ rồi, cứ từ từ. Yên tâm. Không. Yên tâm là 5 game nữa mới ngủ. À, 5 game nữa cũng. Yên tâm, tôi cho anh em thấy thì giải quyết trong 2 game luôn. Tôi sẽ cho anh em thấy điều ngược lại. Sundo. Anh em cứ từ từ. Because I honor obligations that I sworn to. Đấy, cùng lao buồn ngủ rồi đánh chán cá kìa. Đấy, hỏi. Không anh. Overhead. Ta vậy. Ôi không. Sâm quất. Cái ambush à? Hay đấy. Đúng đấy. Small you know. À. Cái tay thò ra. Nhanh thật. Cái thay rồi ạ. Tất cả được biến hết rồi. Các bạn đã biến hết rồi. Ui. Em biết rồi, xem có đi vào. Ui. Đấy, pha này em cũng biết nhưng mà em vẫn đi vào đấy anh. Mio cứ đâm đầu. Đúng rồi anh. Ê. Anh cũng thế. Ok anh. Anh em Hòa. Ai nhà, đây rồi. À, anh ôi đi đâu đấy? Anh đi đâu đấy? Không rồi. Phục ra lên quậy. Không rồi. Không rồi. Quậy không rồi. Hứa.
Không rồi, không rồi. Không rồi, đấy tôi đã bảo anh em rồi, đã hứa với anh em rồi, thì trong 2 game nữa trận đấu sẽ kết thúc. Đấy, nốt game nữa này. Cuối cùng phải phải 5 game tiếp theo à? Ôi không. Mệt mỏi. Nhưng mà không sao. À. Ê dạ dạ. À. Hay nha, hay nha. Ờ. Chíp chíp. Hết máu. Ây dồi, Master Boy. Hey. Đấy rồi. Ừa. Ôi. Chết về đôi dâu. Chết về đôi dâu. Ôi. Ôi, cẩn thận cái chân. Ôi, đừng. Hỏng rồi. Ăn ngay cả Fatality. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Bẹp. Bẹp. Rồi, mai phải tu viết lại rồi. Cộng 2 video. Mai video. Ờ. Mai phải xong rồi, mai phải tu viết lại rồi. Được anh. Ta gọi là mơ cái tiếng Nga tiếng Lupakachi em ạ. Lupakachi hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Ok anh, em sẽ chờ đợi anh.